Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài viết về bài thuốc trị chứng thượng khí trong phần khí. Hôm qua thì có một bạn bình luận về bài viết của mình, nói là mình viết nhanh quá, thì mình rút kinh nghiệm mình sẽ viết chậm hơn để cho các bạn dễ nhìn và nâng nót chữ viết hơn. Xin lỗi các bạn, thông cảm cho mình, tại mình viết nhiều ngày quá, mình quen cái tốc độ nó tăng dần. Bài thuốc mới là huyết khí thang. Huyết khí thang, trị đồng thượng hương phụ tử tam lượng bán xa nhanh bác tiền cam thảo chích tứ tiền ngủ tế mạc mỏi nhẹ
tay nhầm. Yin. Khang. Điểm. Đắt. Hiểu. Mình xin đọc lại một lần. Huyết khí thang là tên bài thuốc cổ phương trị đồng thượng trị dốc phía trên. Hương phụ tử tam lượng, ba lượng bán là ba lượng rưỡi. Sa nhanh là tên vị thuốc bát tiền tám tiền. Cam thảo chích tứ tiền bốn tiền. Hữu tế mạc, những vị bên phải này tán thành bột mạnh, mỗi nhị tiền, mỗi lần uống hai tiền. Diêm thang điểm phục, lấy nước sôi pha muối loãng mà uống, đắc. Hiệu xuất xứ từ sách Đắc Hiệu Phương. Chào tạm biệt các bạn.